Hương Giang xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Kali Today và chào mừng quý vị đến với chương trình Chào buổi tối trên kênh truyền hình YouTube Việt Nam 1 do Hương Giang phụ trách. Và chương trình tối hôm nay là chương trình tối thứ 6, chương trình cuối cùng của tháng tháng 6 và chương trình cuối cùng của Hương Giang với anh Nguyễn Hoàng Duyên của tháng 6 năm 2023. Và Hương Giang xin chào quý vị, Hương Giang xin chào anh Duyên. Xin chào tất cả và trở lại với nha. Anh Duyên biết là thực ra không phải là khán thính giả của Hương Giang mong đến ngày thứ sáu là được nghe anh em mình nói chuyện, mà thực ra Hương Giang cũng mong quý vị biết lý do tại sao không? Tại vì trong tuần từ thứ hai cho đến thứ năm là 4 ngày liên tiếp Hương Giang độc thoại, tối nào cũng độc thoại một mình hết, độc thoại một mình ra khơi một mình buồn lắm, cho nên là thứ sáu á nó khởi sắc hơn được chút xíu. Có anh Duyên thì thỉnh thoảng dùng cái đặc quyền hành hạ rồi cho nên là Và còn riêng về thưa quý khán giả, riêng về phía chúng tôi là giống như mình trả nợ, mà dốc hết tuần này ta trả nợ người xong mới được nghỉ. và quý vị biết là ngày thứ ba là July 4, lễ quốc khánh của Mỹ, cho nên là sẽ có rất là nhiều và văn phòng công ty họ sẽ đóng cửa luôn cả ngày thứ hai. Nhưng mà bây giờ tình trạng đi lại rất là khó khăn bởi vì bão rồi thời tiết khắc nghiệt, hàng ngàn chuyến bay bị hủy. Hy vọng là sau chương trình của Hương Giang, anh Duyên mà nếu có xách ba lô đi đâu đó ra phi trường thì thôi cứ ở ở nhà ở nhà đi anh Duyên. Đi đâu lên quanh cho đời mỏi mệt. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ quý vị những cái thông tin mà chung quanh những cái phán quyết gần đây của tối cao pháp viện, bởi vì tối cao pháp viện sau ngày hôm nay thì họ đã kết thúc cái nhiệm kỳ của năm nay. Nhiệm kỳ của họ thì không có phải là đến cuối năm mới hết. Quý vị biết là hình như là qua tháng 10 là sẽ bắt đầu một cái nhiệm kỳ mới. Và ngày hôm nay thì có những cái phán quyết, và ngày hôm nay có phán quyết về quyền của người đồng tính luyến ái, phán quyết về nợ sinh viên. Mới đây thì chúng ta thấy là cái phán quyết mà liên quan đến cái việc là làm lại bản đồ bầu cử, rồi gần đây ngày hôm qua hôm kia thì có lẽ là quý vị đã biết là tối cao pháp viện cũng đã đưa ra một cái số phán quyết, và trong đó có cái phán quyết về chống cái phân biệt kỳ thị trong cái vấn đề tuyển sinh trường đại học. Và đây là những Trước khi Hương Giang tiếp tục thì tôi muốn nói rõ, không phải là cái phán quyết là về quyền của người đồng tính luyến ái, mà phán quyết của về cái quyền của một người, họ được quyền từ chối phục vụ cho những người đồng tính luyến ái, thì muốn nói rõ cái đó. Vậy anh trả lời Dạ, đi cái em đó Vinh. thì Hương Giang nói tóm tắt ban đầu thì nó liên quan đến quyền người người đồng tính luyến ái, nói tóm tắt, và chúng tôi sẽ đi từng vào từng phán quyết cụ thể. Nhưng mà trước khi đi vào phán quyết cụ thể có một số vấn đề Hương Giang chia sẻ với quý vị. Quý vị có biết là vào ngày hôm nay thì Apple trở thành hãng đầu tiên mà có cái giá trị lớn nhất, đó là giá trị của công ty Apple. Bây giờ quý vị biết là 3.000 tỷ Mỹ Kim. Và Hương Giang tin rằng là Apple có được cái giá trị mà lớn nhất vào ngày hôm nay là có nhờ sự đóng góp của luật sư Duyên, nhờ sự đóng góp của Hương Giang. Hương Giang đóng góp nhỏ thôi quý vị, tại vì Hương Giang cho đến giờ vẫn xài iPhone 7, còn luật sư Duyên là hình như 15, 16, 17, 18, 19 gì rồi đó. Không phải, nhưng mà mặc dù là cái iPhone của Hương Giang có thể cũ, nhưng mà cái mua cái laptop đó là mua cái loại cao nhất của Apple, thành ra Apple nó giàu đó là nhờ cái laptop. Quay trở lại. Gọi là cứng họng á quý vị biết không, cứng họng, tại vì cái này mới nói nó lên một điều là trước khi mà chúng ta bước vào một cái cuộc chiến gì đó đó thì chúng ta phải coi lại cái thực lực của mình, là liệu liệu mình bước vào cuộc chiến là mình thắng hay thua. Thắng thì mới chơi, còn thua đừng có chơi. Anh Duyên à, nhưng mà tài sản của Hương Giang chỉ có chừng đó à. Và thưa quý vị, vào ngày hôm nay thì Fox và Fox News đồng ý bồi thường một cái vụ kiện dân sự của nhà sản xuất của họ, đó là cô Abby Grossberg, kiện Fox News về nhiều vấn đề. Và cái vụ kiện này thì bây giờ đã được dàn xếp với cái giá trị là bồi thường là 12 triệu Mỹ Kim,
tức là đồng ý dàn xếp trả cho cô, trả cho nguyên đơn 12 triệu Mỹ Kim. Trong Gosport Huy Nhân nhớ là kiện Fox, Fox News kiện cả Tucker Carlson nữa, mà Tucker Carlson cùng cái toán của mình thì bây giờ rời khỏi Fox News rồi, nhưng mà tuyên bố là ông ta không hề biết người phụ nữ là này là ai, nhưng mà ông ta happy là Fox đã đồng ý giải quyết cái vấn đề này để tất cả mọi bên đều có thể là move on. Nó liên quan đến cái vụ kiện như vậy. Và trước khi đi vào những cái phán quyết của tối cao pháp viện ở Hoa Kỳ, có một vấn đề mà Hương Nhan muốn chia sẻ với quý vị, và Hương Nhan cũng muốn hỏi luật sư Nguyễn Hoàng Duyên luôn. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì đã có một số hỏi Hương Giang là có phải là Bộ Tư pháp đã đình chỉ cuộc điều tra về vai trò của ông Donald Trump đối với vụ bạo động Điện Capitol ngày 6 tháng 1 hay không? Nếu mà quý vị nào mà theo dõi chương trình của Hương Giang thì quý vị thấy Hương Giang không hề có bản tin này. Mà vào ngày 20 tháng, chương trình ngày 20 tháng 6 hay là 19 tháng 6 khoảng đó, thì Hương Giang có chia sẻ với quý vị cái bản tin là Bộ Tư pháp, các viên chức Bộ Tư pháp họ đã do dự trong khoảng hơn một năm trời, cho đến họ do dự là mở cuộc điều tra về vai trò của ông Donald Trump liên quan đến ngày 6 tháng 1, liên quan đến cái nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử. Họ do dự. Lý do họ do dự tại sao? Là tại vì vào lúc đó cái năm đầu tiên đó, Bộ Tư pháp họ chưa có đầy đủ chứng cứ. Mà có lẽ là anh Duyên đồng ý với Hương Giang là đối với những cái vụ hình sự là chứng cứ nó rất là quan trọng, nó phải beyond a doubt. Và bên cạnh đó họ cũng cân nhắc rất là nhiều vấn đề. Điều tra một cựu tổng thống nó sẽ đụng chạm đến nhiều vấn đề và Bộ Tư pháp họ cân nhắc. Và Hương Nhan có chia sẻ với quý vị rất là rõ, bởi vì cái bản tin này là dựa vào một cái cuộc điều tra của tờ Washington Post. Nhưng mà mới đây nhiều người đã hỏi Hương Nhan là phải chăng là Bộ Tư pháp đã đình chỉ cuộc điều tra về Donald Trump và cuộc điều tra về ngày 6 tháng 1? Thì thưa quý vị, theo như Hương Nhan được biết là cái tiêu đề này là misleading, tức là đây là cái tiêu đề mà nó sẽ gây hiểu lầm. Hương Giang để cho anh Duyên trình bày vấn đề này. Dùng cái chữ đình chỉ thì nó hoàn toàn trật, nhưng mà nó đình trệ đó, nó trì hoãn lại, nó do dự như là Hương Giang nói thì đúng. Cái bài báo của Washington Post thì anh Duyên đọc, tại vì cái bài nó dài mà 8.000 chữ, mà anh Duyên nói và anh Duyên đọc kỹ từng câu từng chữ một, từng cái giai đoạn một, nhưng mà thấy nó cũng là cái mẫu, một cái mẫu tin, một là nó chi tiết đến như vậy đó thì không có chia sẻ. Nhưng mà trên một cái diễn đàn khác, là lúc anh Duyên lên trên diễn đàn trên NPR đó, thì vào cuối chương trình có một người thính giả mới text vào, và cái người host chương trình là cô Lê Ngọc cũng mới hỏi câu hỏi đó. Thì anh Duyên cũng đã nói rất rõ là cái bài viết cho thấy rằng đã có những cái giai đoạn mà ba người, đó là ông Merrick Garland, rồi bà Monaco, rồi cái ông Christopher Wray, Christopher Wray. lúc mà thuộc cấp đến và yêu cầu là bây giờ nên khởi cuộc điều tra đi đó, thì cái ý kiến đó được gạt qua một bên. Phải nói là rõ ràng là vì sợ động chạm tới chính trị mà có một cái quyết định đó không hẳn là sai, nhưng mà phải nói là sai. Rồi cái quyết định sai đó, cho tới khi mà tang chứng gọi là bắt đầu dồn dập lên nhiều, và nhất là sau khi mà quốc hội đó, cái ủy ban ngày 6 tháng giêng họ công bố và họ có những cái bản điều trần công khai đó, thì lúc đó nó mới bắt đầu là pick up cái speed. Lúc đó ông Christopher Wray ông mới ký cái văn bản là khởi cuộc điều tra. Rồi cho tới tháng 11 của năm 2022 vừa rồi, khi mà Donald Trump nói rằng là tôi ra tranh cử, thì ông Merrick Garland mới làm một quyết định mà về mặt luật pháp vô cùng hay, bổ nhiệm cái ông Jack Smith, ông công tố đặc biệt, để mà bây giờ ông Merrick Garland, ông là bộ trưởng tư pháp mà, ông có cả trăm chuyện ông lo, thì hai cái hồ sơ mà lớn là hồ sơ liên quan tới vụ lấy tài sản quốc gia, cái hồ sơ mà ở Mar-a-Lago, và vụ thứ hai là ở cái cuộc bạo loạn ngày 6 tháng giêng, nó rõ như vậy thôi. Cho nên nhiều thính giả thì lo sợ là ô bộ bây giờ cái chuyện điều tra đó đã đóng đóng lại luôn. Cái câu trả lời đó là hoàn toàn không có cái lý do đóng lại, chỉ có là do dự và đình trệ, mà nó cũng đã gây
cái bất mãn rồi, chứ còn hoàn toàn không có cái vấn đề đình chỉ. Anh Duy quay trở lại. Huyền Anh nói rõ hơn nữa, do dự và đình trệ trong cái quyết định mở cuộc điều tra về vai trò của ông Donald Trump, chứ không phải là đình trệ trong cuộc điều tra. Quý vị phải nhớ lại, như anh Duyên nói, cái bài của Washington Post là một cái bài nó rất là dài, dài lắm, mà Hương Giang đọc rất là kỹ, mà Hương Giang đồng ý với một cái lập luận, mà cái lập luận này đưa ra thì cả ba người, ba nhân vật chủ chốt, đó là hai lãnh đạo hàng đầu của Bộ Tư pháp và lãnh đạo của FBI đều đồng tình. Mà người đưa ra đầu một người đầu tiên đưa ra cái ý kiến này, đó là tạm quyền biện lý Hoa Kỳ tại Washington DC và một số viên chức cao cấp khác. Họ bảo rằng lúc đó họ đã điều tra hàng trăm nghi can xông vào điện Capitol ngày 6 tháng 1 rồi. Họ bảo là nước đến đâu thuyền theo đến đó, cái này là Hương Giang dùng chữ của Hương Giang thôi, tức là họ bảo vào lúc đó chưa phải là thời điểm chín muồi để mở một cái cuộc điều tra. Bây giờ càng điều tra vào càng sâu, khi mà chứng cớ càng nhiều, càng cho thấy chứng cớ, càng đưa ra những cái lý do chính đáng, thì khi đó chúng ta mới mở cuộc điều tra. Và cái lập luận này đã được cả ông Merrick Garland, cả bà Thứ trưởng Bộ Tư pháp cũng như là Christopher Wray đều đồng ý. Và đó là lý do mà trong suốt hơn một năm Bộ Tư pháp đã chần chờ do dự. Họ do dự là vì lý do gì? Chưa có đầy đủ chứng cớ. Thứ hai nữa là vào lúc đó Merrick Garland lên và với cái quyết tâm là nhằm củng cố lại niềm tin của công chúng vào Bộ Tư pháp, và họ không có muốn dính tới một cái một vụ vụ án chính trị mà nó có ảnh hưởng tác động đến chính trị, khi mà những cái gì họ có trong tay nó chưa có vững chắc. Đó là lý do mà họ đã do dự chần chờ khi mà mở cái cuộc điều tra này. Cho nên một lần nữa, cái câu hỏi mà quý vị đặt cho Hương Giang là có phải Bộ Tư pháp đã đình chỉ cuộc điều tra về Donald Trump vụ J6 hay không? Thì Hương Giang nói là cái tiêu đề này nó misleading và nó không có chính xác. À, bây giờ mình quay trở lại, những cái vấn đề mà những cái phán quyết của tối cao Pháp viện gần đây. Bây giờ cho Hương Giang hỏi về cái informative action trước, tức là đưa ra cái phán quyết mà nó liên quan đến hai chương trình, một là chương trình của Đại học North Carolina và một là chương trình của Đại học Harvard. Tối cao Pháp viện họ đã đưa ra cái phán quyết, và phán quyết này thì theo đa số, theo những cái phán quyết vừa rồi thì anh Duyên thấy rõ ràng là mấy ông bà tòa đó họ đưa ra phán quyết theo cái hệ tư tưởng, đúng không anh Duyên? À, bây giờ đối với cái affirmative action, cái phán quyết này có phải là theo cái hệ tư tưởng hay không? Chắc chắn là theo cái hệ tư tưởng, nhưng mà hổm ra thì trong tuần này ra tới ba bốn vụ, nhưng mà một trong ít nhất là hai vụ là tối cao pháp viện họ lại vi phạm. Cho dù chúng ta đồng ý với cái phán quyết hay là chúng ta không đồng ý với cái phán quyết, những cái nguyên tắc về về tòa án mà căn bản nhất thì có vẻ như rằng là vì họ đi theo cái hệ tư tưởng của họ đó, cái tối cao pháp viện này đã chà đạp trên những cái nguyên tắc căn bản đó, nhất là cái case mà nó liên quan tới cái vấn đề một cái website mà từ chối không có phục vụ cho những cái cuộc hôn nhân đồng tính, và cái chuyện mà tiền gọi là miễn cho xóa nợ cho sinh Nói nợ viên sinh đó. viên nhỉ? Một lần nữa tôi nói là đồng ý hay không đồng ý, cái đó là chuyện của mỗi người, nhưng mà những cái nguyên tắc pháp lý căn bản đó tối cao pháp viện lại chà đạp trên những cái nguyên tắc căn bản đó, mà tôi là cái người làm luật thì tôi khó chịu lắm, là sẽ Những đi tới đó nguyên tắc đó là những nguyên tắc gì? một chút nữa mình sẽ đi tới, tại vì bây giờ thính giả đang nghe anh Duyên với Hương Giang nói chuyện thì mình tự nhiên mình râm đi đó, mình sợ là mình đánh, nghĩa là khán giả mà theo anh em mình theo cái kiểu này là người ta bị đi lạc. Cho nên bây giờ trở lại cái affirmative action trước. Affirmative. Đúng Bây giờ không? cho Hương Giang hỏi, Rồi. affirmative thì anh Duyên có nghĩ là nó đi theo cái phán quyết này theo hệ tư tưởng hay không? Tại vì ví dụ như là liên quan đến cái vụ mà từ chối cung cấp dịch vụ cho khách hàng đồng tính luyến ái thì mình thấy rõ ràng là đi theo hệ tư tưởng. Còn affirmative action thì nó có đi theo hệ tư tưởng hay không? Và trước khi trả lời Hương Giang thì có một chút xíu lịch sử cái đã. Là nước Mỹ đó từ cái hồi là lập quốc thì
cái người da trắng luôn luôn là họ ở cái tầng trên, họ được tất cả những cái privilege, và vì những cái tiện nghi mà họ có được đó, nó khiến cho là con cháu của họ họ cái tóm lại là về mặt kinh tế mà nói đó, là cái cộng đồng da trắng là giàu nhất, toàn là tỷ phú triệu phú, và đã một thời gian rất dài công ăn việc làm cũng vậy nữa, mướn là mướn toàn là da trắng không à. Mãi cho tới năm 1964 đó, lúc mà ông tổng thống Lyndon B. Johnson đó, ông Kennedy và ông Johnson là hai ông tổng thống dân chủ liền với nhau support một cái là nước Mỹ phải là nước Mỹ của mọi người, cho nên ký cái đạo luật dân quyền. Rồi để mà thực hiện cái đạo luật luật dân quyền đó, những cái người mà những cái nhóm mà tranh đấu quyền cho người da đen, người da màu, người da màu nâu đó, brown black thì đó đó, da vàng đó, họ mới gọi là họ họ mới 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 gọi là tranh đấu quyết liệt. Thì cái chữ affirmative có nghĩa là một cái hành động khẳng quyết, là khẳng quyết chúng tôi phải enforce cái luật đó. Và chính vì như vậy mà những người Việt Nam mà đi qua trong cái thế hệ của chúng ta, là anh Duyên qua năm 1985 thì bắt đầu nghe nói là affirmative action, hồi đó không hiểu là cái gì. Bây giờ chúng ta mới hiểu rằng là các cơ quan nhà nước đó, khi mà mướn nhân viên thì phải gọi là phải nó phải thể hiện cái sự đa dạng của cái cộng đồng đó. Chẳng hạn cộng đồng Việt Nam là chiếm là 10% trong cái dân số, chẳng thí dụ như thế, thì nhân viên cũng phải mướn làm sao mà có 10%. Thành ra khi mà mướn có những cái code, nó là ok, bao nhiêu người thư ký là nói tiếng Việt, bao nhiêu người thư ký là Mỹ đen, cái đó nó gọi là affirmative action. Thì cái đó là trong công ăn việc làm. Còn bây giờ chúng ta nói các cái trường đại học, ai cũng biết cái đây là một cái common sense, là những cái trường đại học, nhất là những trường đại học mà nổi tiếng theo cái dạng của Harvard rồi Cornell rồi Yale, là thường thường là những người da trắng thượng đẳng mới được vào thôi. Rồi tới khi mà có cái affirmative action đó thì mới nói rằng là để cho khi mà học trò đi vào trường đó, chúng ta thấy có cái sự hiện diện của nước Mỹ ở trong đó. Thì hiện diện của nước Mỹ có nghĩa là có màu trắng, có màu nâu, có màu đen, nó chan hòa. Và chính vì vậy bây giờ mình hỏi nè, một cái người da đen mà họ sống trong cái nguyên cả một cái cộng đồng, họ lớn lên cho dù họ có giỏi đi nữa mà họ thiếu những cái điều kiện về kinh tế, chắc chắn là thế nào cũng thua. Mà chính vì cái điểm mà họ thua thiệt đó mà bây giờ cứ dựa vào có những cái yếu tố mà không có để ý cái yếu tố mà đa dạng đó, thì chắc chắn là trong tương lai thì chắc chắn là toàn là da trắng được vào không à. Cho nên mới năm 2003 cái một cái case của tối cao pháp viện đó mới quyết định là các trường đại học mà danh giá của nước Mỹ đó khi tuyển sinh, dĩ nhiên có nhiều cái yếu tố chứ không phải là chỉ có một yếu tố sắc tộc, cũng có điểm rồi cũng có những cái hoạt động cộng đồng rồi phục vụ xã hội, và trong đó có cho thêm cái điểm cho sắc tộc. Chính vì như vậy là muốn làm như vậy là để cho cái số sinh viên vào đó nó thể hiện được cái diversity, nó thể hiện cái tính đa dạng. Rồi bây giờ ngày hôm nay nói rằng là cái chuyện mà cái yếu tố sắc tộc đó bây giờ hoàn toàn dẹp ra, điều đó có nghĩa là nó đi ngược lại cái lịch sử của nước Mỹ. Nước Mỹ tiến được tới năm 2003, rồi tiến được tới khoảng 20 năm. Bây giờ cái tối cao pháp viện của ngày hôm nay đảo ngược lại hết. Thì đó là cái trình bày của Duyên về những cái diễn biến và những cái facts. Còn đồng ý hay không đồng ý, cái đó là tùy cái góc nhìn của mỗi người. Đó. Dạ, như vậy thì nó không có theo ideology. Tức là nó không theo cái thực sự những nhà làm luật hay những nhà giải thích luật đó, người ta không phải người ta phải nói rằng là cái mục đích của chúng ta áp dụng luật, giải thích luật cho cái gì, mà với cái lối giải thích luật và áp dụng luật của cái tối cao pháp viện mà gọi là
cực đoan về cánh phải bây giờ đó cho thấy rằng là cái ideology của họ đó là nước Mỹ này phải là nước Mỹ của người da trắng. Bởi vì cho tới những cái thời gian gần đây chúng ta nghe rất là nhiều những người chính trị gia, mà nhất là của cái phía mà cuồng MAGA đó, mà họ muốn quay trở lại cái nước Mỹ của cái thời năm 1950-60 đó. Họ nói công khai, họ nói nước Mỹ phải là nước Mỹ của người da trắng, và cái tôn giáo chính phải là đạo Thiên Chúa, mà không phải là đạo Thiên Chúa của theo cái kiểu Việt Nam nữa, không phải là Catholic nữa, mà là cái Christianity của họ đó, là theo cái dạng của đạo Tin Lành của Evangelical đó. Họ nói rằng một là nước Mỹ này phải là nước Mỹ da trắng, thứ hai tôn giáo chính phải là tôn giáo của bên phía bên bên Thiên Chúa, và thứ ba ngay cả những người như là Marjorie Green nó nói gì, nói là ngay cả trong tương lai mà chính phủ mà xây cất đó, thì những cái cấu trúc đó phải là cái cấu trúc theo cái kiểu Âu Châu. Rồi cái ông Rick Santorum chẳng hạn, ông lên trên đài lúc lúc trước Rick Santorum nó còn cộng tác với CNN, sau đó CNN đuổi luôn, là bởi vì ông nói rằng là người Âu Châu nè tới tới cái mảnh đất này xây dựng nên nước Mỹ đó là hoàn toàn là da trắng làm, chứ còn mấy màu da khác không có nữa. Thành ra đừng có nói là có da đỏ, da đen, da vàng hay là da nâu ở đây. Họ nói công khai như vậy, và những gì họ làm, những gì mà họ chúng ta nghe họ nói họ chống woke á, chính vì là họ muốn xóa bỏ cái lịch sử thực sự của nước Mỹ. Lịch sử thực sự của nước Mỹ là trong đó có cái vấn đề nô lệ, mà ngay bây giờ hỏi ông Ron DeSantis, ông nói là không được quyền dạy về cái slavery, về cái lịch sử nô lệ ở nước Mỹ, cái đó là tầm bậy. Cho nên cái tóm gọn lại là bây giờ cái tối cao pháp viện này nè, hình như là họ muốn cái nước Mỹ đó, mà nếu mà vẽ bản đồ đó, chúng ta sơn cho nó nhiều nhiều cái màu trắng. Quay trở lại. Anh Duyên, nhưng mà thực ra đó thăm dò cho thấy là công chúng họ cũng chống đối về vấn đề này, cũng tức là đa số thì chống đối, là họ cho rằng như vậy là bất công. Nhưng mà có một điều là trong cái phán quyết của đa số thì họ có đưa ra cái lập luận của họ là tu chánh án thứ 14. Tại sao họ dừng tu chánh án thứ 14 ở đây anh Duyên? Tu chính án số 14 và cái mệnh đề gọi là equal protection đó cũng một câu thôi, mà mấy ông này giải thích năm 2003 chính cái tối cao pháp viện này nói là để áp dụng cái tu chánh án số 14 và đồng thời áp dụng cái equal protection clause đó, là chúng ta phải có affirmative action. Cái chuyện đó là chuyện của năm 2003 rồi, bây giờ cũng chính cái tối cao pháp viện này nhưng mà đổi người thôi, thì họ nói rằng là nếu áp dụng affirmative action đó là có tính cách kỳ thị người da trắng, tội nghiệp. Đại khái cho nên tùy cái góc nhìn, nhưng mà anh Duyên chỉ nói lên cái ý nghĩa của cái hồ sơ này và ý nghĩa cái phán quyết này vậy thôi. Quay trở lại. Anh Duyên, thưa quý vị, đó là lý do mà thường mỗi kỳ đến mỗi kỳ tuyển sinh đó, nhận vào đại học thì Hương Giang thường hay đọc những cái tin mà thường là một nữ sinh viên hay nam sinh viên đó, hoặc là tức là đúng ra là học sinh trường trung học mà thường là người Mỹ gốc Phi, nhận được rất là nhiều học bổng ở những trường đại học danh tiếng. Mà Hương Giang nhớ là gần đây nhất hình như là năm ngoái có một cậu bé người Mỹ gốc Phi nhận được là mấy chục trường, nhận được mấy chục trường là nhận vào học, và toàn là những trường Ivy League và cho học bổng toàn phần. Lúc đầu thì Hương sau này tìm hiểu thì Hương Giang mới biết là vì cái chính sách này ở phim affirmative action này, cho nên họ ưu tiên cái vấn đề mà cho học bổng, tức là có một cái sự ưu tiên học bổng đối với những cái minority group. Điều đó không đúng. Những cái trường hợp mà cá biệt mà Hương Giang mới vừa nói, chẳng hạn một cái cậu này là gốc Phi mà được bao nhiêu trường ở là danh tiếng nhận cùng một lúc, hoặc là cũng có một cái cậu Mỹ đen được bao nhiêu cái trường danh tiếng mà nhận một lúc đó, nó cho thấy rằng là cái tài năng cá nhân của những người này nó có kiệt xuất, nó có vượt ra. Chứ còn nếu mà chỉ có dựa trên cái affirmative action đó, thì có thể được một trường nhận, hai trường nhận, chứ không thể nào mà được 17 trường nhận được hết.
Cho nên chúng ta không có dùng một cái thí dụ đặc thù để rồi nói là ô tại vì affirmative action cho nên cái cậu đó được 17 trường. Nếu mà cậu ấy không có giỏi mà chỉ vì affirmative action không đó thì không thể nào có 17 trường đâu. Cho nên nếu mà chúng ta mà nghe, nếu mà có một thanh niên Việt Nam mà được chừng 5 cho tới 7 trường đại học danh tiếng mà nhận đó thì phải nói rằng là đó là do cái tài của người đó chứ không phải là vì cái màu da hay là tại vì cái chủng tộc Việt Nam, không phải vậy. Nói như thế cho nó công bằng. Còn còn cái chuyện mà chúng ta nói đó, cái affirmative action là không phải là cho những cá nhân như thế mà muốn cho là cái student body đó, cái số sinh viên đó, nhìn vào cái số sinh viên mà thể hiện được trắng, đen, vàng, đỏ, nâu, tất cả như thế thì cái đó là cái mục đích chính của affirmative action. Như quay trở lại. Dạ, Hương Giang nói là Hương Giang chỉ đưa ra một cái ví dụ là năm ngoái là như vậy, nhưng mà hầu như năm nào cũng có những trường hợp, và những cái trường hợp đó, những cái trường hợp mà được nhận học bổng, nhiều học bổng như vậy thì rơi vào, đa số thì rơi vào người Mỹ gốc Phi. Và có những cái ý kiến như vậy là đối với cái chính sách này thì nó bất công, tại vì để được vào một cái trường mà danh tiếng là phải giỏi, mà giỏi kiệt xuất. Trong khi đó, bởi vì cái chính sách này cho nên họ chọn những cái sinh viên mà không phải là giỏi kiệt xuất, mà tại vì họ có những cái chương trình ưu tiên. Đó là cái lý đó là cái đó là lý do mà tại sao cái cuộc thăm dò, ngay cả thăm dò tại California thì cái đa số đều cho rằng là cái chương trình này, cái chính sách này nó không có công bằng. Nhưng mà bây giờ Sách có nào không công bằng, chính sách affirmative action là không công bằng hay là cái quyết định mới bây giờ là không công bằng, cái chính sách này không công bằng. cái affirmative action không công bằng? À, không công bằng. Yeah. Và nói rõ luôn nè, thực sự đó, nếu mà giả sử dẹp cái affirmative action đó thì cộng đồng Á Châu sẽ là một cái cộng đồng mà được 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 lợi, là tại vì con em người Việt Nam, người Hoa và người Nhật rồi đó, với người Đại Hàn đó, là cái nỗ lực về academy đó, là nỗ lực về cái vấn đề giáo dục đó, cộng đồng Á Châu thì chú trọng cái đó rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ nếu mà xóa bỏ những cái ưu tiên nhỏ nhỏ thêm cho người Mễ với lại những cái sắc dân khác đó, thì cộng đồng Á Châu chúng ta sẽ thấy rằng là cái số người da trắng và số số sinh viên da trắng và Á Châu đó sẽ tăng lên. Dạ. Cái chuyện đó là người ta chỉ đoán bây giờ thôi, nhưng mà để xem rằng là khi mà áp dụng vào thực sự đó như thế nào thì cũng phải chờ cái kết quả. Bây giờ không có đoán trước, nên là không có đếm trứng trước cái trường, không có đếm mấy con gà trước khi cái trứng nó nở. Mà quay trở lại, Nhưng mà cái ngày mà đưa ra cái phán quyết này là có cái cạnh tranh cãi rất là gay gắt giữa ông Clarence Thomas với là bà Ketanji Brown Jackson, rất là gay gắt. Mà Clarence Thomas thì ổng thừa nhận đó là ổng được vào Yale là cũng nhờ cái chương trình này, nhưng mà ổng thấy rõ ràng là cái chương trình này nó không có công bằng. Bây giờ anh Duyên bây giờ cho cũng ngưng hỏi. ngưng ngưng về Clarence Thomas một chút xíu. Đây là cái cách Clarence Thomas nói nè: tôi là cái thằng da đen, tôi học tôi tốt trượt nghiệp trường Yale mà, vậy mà đi đâu tôi cũng bị cái ám ảnh là người ta nói tôi là nhờ cái affirmative action cho nên tôi mới vào được trường Yale. Ông đổ thừa vậy đó, ông nói tôi là một cái tay kiệt xuất. Nhưng mà đây anh Duyên không phải là anh Duyên ghét ổng, anh Duyên mới nói nha, tất cả những cái phán quyết và những cái viết lách của ổng và những cái làm tầm bậy của ổng với bà vợ đó cho thấy ông này mà không có affirmative action đừng có nói cái chuyện mà đi vào trong tối cao pháp viện. Chúng ta phải nhớ một điều là Clarence Thomas được tuyển làm ngồi ở trên cái ghế tối cao pháp viện đó mà trong trong 10 năm trời liền ngậm miệng ăn tiền, phải nói là ngậm như hến đó, là ra những cái hearing không bao giờ Clarence Thomas mở miệng nói một cái câu nào hết, mà là một thẩm phán tối cao 10 năm trời, tới chừng bị chỉ trích quá rồi những cái năm về sau này mới bắt đầu mở miệng ra nói. Chúng ta nói như vậy có nghĩa là hồi còn là sinh viên đó, là cái thằng Clarence Thomas này nó mà nó được cái ưu tiên ngày hôm nay là nhờ affirmative action. Anh Duyên nói cái bằng chứng đó rõ, cho nên mỗi một lần mà bây giờ mà anh nghe những cái tay như là Clarence Thomas đó mà nó lên tiếng nó nói là nó là kiệt xuất đó, anh Duyên tởm lắm.
nó là cái thằng qua cầu qua sông rồi là chặt cầu liền, nó leo được cái thang là nó đạp cái thang liền. Và nói như thế để chúng ta nói rằng là ngay cả anh Duyên, anh Duyên luôn luôn nói rằng đã một thời tôi là một cái người tị nạn bất hợp pháp, bây giờ anh Duyên rất khó chịu khi một người nào nói rằng là ô những cái đám khác tụi nó là tị nạn bất hợp pháp không. Anh Duyên đã một là một một cái từ một đã là một cái người mà anh tìm cái sự sống bằng cái ngõ chết mà anh đi 13 lần vượt biên. Nói như thế để là hiểu nếu mà chúng ta đã qua cầu được rồi đó, nhìn lại và cứ tiếp tục nỗ lực để mà thăng tiến, nhưng mà đừng có lên tiếng mà gọi là dập những người khác. Mà Clarence Thomas nó thuộc một cái nhân loại kỳ cục là nó nhờ cái affirmative nó mới lên được cái chức tối cao pháp viện, mà bây giờ nó mở miệng ra đó, nó chống đồng tính, nó kỳ thị đủ thứ đó, nó quên cái chuyện là cái cuộc hôn nhân của mà mỗi mỗi một lần mà nó lên tiếng nó nói là bây giờ chúng ta sẽ từ từ chúng ta chống quốc mà chúng ta phải xét lại hết mấy cái kia, nhưng mà tới là cái cuộc hôn nhân mà giữa da trắng với da đen cái nó ngừng, nào không có nói nữa thì nó cái thằng này nó thô bỉ kinh khủng luôn. Rồi trở lại. Anh Duyên biết là anh Duyên nghe anh Duyên nói làm Hương Giang nhớ tới một cái bộ phim Hương Giang, cái bộ phim mà về cao bồi mà nó rơi đúng vào cái thời điểm mà cái thời mà còn nô lệ da đen đó, thì cái ông này đó ổng đi cứu cái bà vợ của ông làm nô lệ trong một cái gia đình da trắng, mà quản gia của gia đình da trắng đó là một người da đen, và quản gia này cho rằng mình có những cái đặc ân đặc quyền bởi vì được làm quản gia cho một gia đình da trắng, cho nên Django, mà cái phim đúng đó là rồi đó, Django, Django thêm một chữ nữa, Django thêm một chữ, thêm một chữ rồi mình Duyên quên cái chữ đó rồi, Duyên biết cái phim dạ, đó. và ông nghĩ rằng ông là quản gia cho một gia đình da trắng cho nên ông có những cái đặc ân đặc quyền giống như người da trắng, và ông quay lại để mà ông chà đạp những người da đen khác. À. Y hệt như là cái lúc mà người Pháp mà đi qua Việt Nam đó, luôn luôn có những người Việt Nam nói là ô tôi làm việc cho Tây, tôi là cai đồn điền, tôi làm đủ thứ đó, và khi mà họ có được cái chức mà cai đồn điền cao su hay là làm quản gia cho người Pháp đó, họ chà đạp chính người Việt Nam. Còn bây giờ chúng ta nói nè, những cái người mà Mỹ trắng vì lý do gì họ tới nước Mỹ, bởi vì họ từ Âu Châu, họ từ những nước Anh, Pháp, Đức, rồi lúc đó là cái đạo Thiên Chúa mà nó chia ra nhiều hệ phái, thì những cái hệ phái của những người mà tin lành bây giờ nè bị đàn áp, nó cũng tương tự như là Trung Cộng mà đàn áp Pháp Luân Công bây giờ, anh đưa thí dụ thôi, thì những người đó họ mới leo lên tàu, họ mới vượt biển, họ đi qua tới Mỹ, rồi họ gặp những cái người bộ lạc da đỏ, người ta nâng niu, người ta nuôi, người ta chỉ cho cách trồng trọt, và tới chừng mà khi mà họ định căn định cư rồi đó là họ giết người da đỏ để mà họ chiếm đất. Đó là lịch sử, mà cái lịch sử đó bây giờ không phải là mình dạy cho học trò để rồi mình thù người da trắng, không phải vậy. Chúng ta dạy cho học trò để chúng ta hiểu cái hình thành của tổ quốc, rồi người da trắng, người da đen, người da nâu, người da vàng hợp sức với nhau, trang hòa với nhau để xây dựng một cái more perfect union, một cái union mà nó perfect hơn. Chứ còn bây giờ mà cứ nhìn là chỉ có da Á Châu mới là xứng đáng, hay là da trắng mới là xứng đáng đó, là chúng ta tầm bậy. Bao giờ cũng thế, nếu mà muốn 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 nói cho nó ra hồn đó, làm ơn xem lại cái lịch sử, hiểu tận gốc tận ngọn mọi chuyện trước khi thảo luận. Mà chính vì cái lý do đó mà quý khán thính giả yêu thích Hương Giang với tôi, cũng chỉ vì là anh em chúng tôi khi nói đó, chúng tôi đi tận ngọn tận gốc và chúng tôi đem lại cái kiến thức để mà chia sẻ với nhau. Quay trở lại. Cảm ơn Duyên. Bây giờ nè, với cái phán quyết của tối cao pháp viện về cái chính sách như vậy thì nó chắc chắn nó sẽ có tác động đến hầu như tất cả cái vấn đề tuyển sinh ở tất cả các trường đại học trên nước Mỹ. Nhưng mà thực ra quý vị cũng không có nên bi quan, bởi vì ngoài cái vấn đề về chủng tộc thì tất cả những cái yếu tố để được đưa ra cân nhắc để nhận một sinh viên thì nó có nhiều cái yếu tố lắm. Bây giờ cho Hương Giang hỏi là
nó tác động đến cái vấn đề tuyển sinh các trường đại học, các trường trường cao đẳng ở Mỹ là chắc chắn rồi. Nhưng mà hồi nãy anh Duyên có nói là cái affirmative action này nó rất là rộng. Vậy đối với một cái phán quyết của tối cao pháp viện trong cái vụ của Đại học North Carolina và Đại học Harvard thì nó có tác động đến những ngành nghề khác hay không? Cái đó cho tới bây giờ vẫn còn là một cái dấu câu hỏi rất là lớn, là tại vì nó chưa xảy ra. Nhưng mà nếu mà giả sử trong tương lai có một cái hãng xưởng nào đó thật sự hãng tư thì họ muốn làm gì họ làm, tại vì luật mà mình nói rằng là vi phạm hiến pháp đó chỉ có khi nào cơ quan công quyền nhà nước thôi, còn hãng tư thì là không có nói tới. Bây giờ chúng ta nhớ lại công ty NASA này. Vào những cái thập niên 60, năm mươi mấy 60 đó, là bắt đầu Mỹ và cái cơ quan NASA của Mỹ đó bắt đầu cạnh tranh với Nga. Mỗi một lần mà phóng phi thuyền lên đó, chúng ta coi lại những thước phim bây giờ nè, để mà nhìn lên như cái màn hình thấy là phi thuyền bay đó, tất cả ở trong cái phòng đó 100% là da trắng. Nói 100% thì quá đáng, 99.8 đôi khi có một hai người da đen thôi. Hồi đó có một cái bà, lúc đó có một cái bà tên là Catherine, anh quên tên bà rồi. Bà là một cái người mà thiên tài về toán. Lúc đó chúng ta biết là chưa có computer, vậy mà cái quỹ đạo của chiếc phi thuyền bay lên mặt trăng, đưa phi thuyền lên mặt trăng, rồi từ đó đón người ta về an toàn, người mà gọi là làm những cái viết ra những phương trình đó rồi giải những phương trình đó, bà đó là bà là một người Mỹ đen. Hương Giang quên mất tiêu rồi. Bà mới mất hình như năm ngoái, mới mất gần đây Đúng 9 rồi, đó đó tuổi. đó, đúng, Bà mới đó mấy là cái bà đó. phim đó Hương Giang, những cái con số Hidden Figures. Bộ phim Hidden Figures Đó. có nam tài tử rất là nổi tiếng, tự nhiên Hương Giang quên mất tiêu rồi. Nhưng mà bộ phim đó nổi tiếng lắm. Bà mới mất đây, dựa vào cái chuyện có thật, bà mới mất cách đây cũng không có lâu, 90 mấy tuổi. Được, Mà bình vào cái lúc mà gọi là mừng một cái chiến thắng như vậy đó, không thấy bà, toàn là thấy Mỹ trắng không. Nói như thế, thành ra bây giờ cái câu hỏi của Hương Giang là liệu cái quyết định mà về trường đại học đó, về các trường đại học đó, nó có ảnh hưởng tới cái vấn đề thuê mướn ở trong các cơ quan hay không? Cái câu trả lời là không, chúng ta không có câu trả lời. Nhưng mà ai biết được là trong tương lai lại có đấu đá, rồi tối cao pháp viện họ nói rằng là dẹp luôn cả cái affirmative action trong vấn đề thuê mướn. Chúng ta nhớ lại, nhìn lại cái bức hình khi mà Donald Trump đắc cử. Trong cái hình đó, bây giờ chỉ cần lên Google xem là thấy à, toàn bộ cái nội các, rồi luôn cả những cái intern là những đứa trẻ mà nó vô nó làm, cái chữ intern Việt Nam mình gọi là gì, làm thực tập, thực tập. làm thực tập đó. Mấy đứa trẻ thực tập đó da trắng không. Một lần nữa là nhìn Donald Trump và nhìn cái đám chung quanh đó, là nói 100% thì quá đáng, hình như nó 99.95 đó, toàn là da trắng không, không có da màu, không có Á Châu, không có da đen. Còn khi mà ông Biden lên đó thì nó khác liền, thứ khác trong cái bức hình đó, nó reflect, nó phản ảnh cái đa dạng của nước Mỹ. Thành ra câu hỏi của Hương Giang là liệu cái phán quyết ngày hôm nay mà về trường đại học đó, nó có sẽ ảnh hưởng tới cái vấn đề mà mướn nhân viên cho chính quyền liên bang và cho các chính quyền tiểu bang hay không? Cái câu nói là nếu mà giả sử mà họ làm như vậy mà có tranh đấu đưa lên tới cái tối cao pháp viện này đó, thì tối cao pháp viện này cũng sẽ đứng về phía những người da trắng là dẹp cái chuyện affirmative action đi. Bây giờ nếu mà NASA mà họ có mướn toàn là người da trắng thì cũng được, không sao. Quay trở lại. Nhưng mà ty cảnh sát San Jose mà bây giờ mướn toàn người da trắng là cũng kẹt đó anh Duyên, tại vì cộng đồng Việt Nam mình với cộng đồng Mỹ, Mỹ rất là đông. Cộng đồng Việt Nam mình là có đến 100 mấy chục ngàn người đó, mà không có cảnh sát gốc Việt thì cũng là mệt đó. Và cái đó là cái may mắn là cộng đồng Việt Nam của chúng ta lớn mạnh ở những cái tiểu bang như là New York hay là California, là những cái tiểu bang mà họ 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 tôn trọng cái đa dạng, họ tôn vinh cái đa dạng. Ở Texas thì khác à. Nhưng mà đây là một cái dấu hiệu để cho thấy nè, Texas bây giờ đó, ở những cái nơi mà xa xa, những cái thôn quê rồi đó, thì là rực đỏ da trắng.
nhưng mà đi tới những cái cộng đồng mà nó có nhiều sắc dân đó, như là cái quận mà quận Paris. Harris đó, Yeah. cái quận Harris có thành phố Houston đó, hoặc là ở bên Arizona mà đi tới cái quận mà Maricopa đó, là những cái quận đó là những cái quận mà người ta phát triển nhanh hơn về cái mặt và đa dạng đó. Thì chúng ta thấy ở Houston đa dạng hơn, ở Phoenix đa dạng hơn. Và chính vì như vậy mà bây giờ nó có một cái kỳ quái ở bên Texas đó. Họ ra luật để mà họ kiểm soát bầu cử, mà cái luật mà kiểm soát bầu cử cho gắt gao đó đó không áp dụng cho county khác mà áp dụng cho county Harris, trong đó có cộng đồng Việt Nam. Anh Nhân quay trở lại. Cảm ơn anh Duyên. Bây giờ Hương Nhan muốn quay, tại vì Hương Nhan nhìn đồng hồ cho nên là phải phải biết phải biết cần chứ thực ra hồi nãy lúc mà anh Duyên nói là những người Việt của mình á, anh Duyên cũng qua đây tị nạn là hình như là bật hình như bờ sắp bật trúng nút mà Hương Nhan phải nhìn đồng hồ chứ không thôi Hương Nhan nói nữa là không có đủ thời gian cái đó. Hương Nhan cũng có những cái vấn đề nó cũng muốn nói lắm. Bây giờ qua cái vụ là một người thiết kế trang web ở Colorado, đây là một người phụ nữ, thì cái vụ này bà đã đưa lên được tối cao pháp viện, và trong cái vụ kiện của bà thì bà bảo rằng đó là có một người, tôi quên mất tên rồi, người Stuart, ông này tên là Stuart. Stewart đã đến đặt bà làm một cái website đám cưới, nhưng mà người này là người đồng tính cho nên bà từ chối, bà từ chối dịch vụ bởi vì cái niềm tin tôn giáo của bà đó không có cho phép. Nhưng mà cái vụ này thì nó lên tối cao pháp viện, và tối cao pháp viện đã đưa ra cái phán quyết mà phía đa số thì họ cho rằng là họ đang bảo vệ cái tu chính án thứ nhất của nguyên đơn. Và cái này thì nó đi theo hệ tư tưởng, tức là 6 6 thẩm phán bảo thủ đứng về một phiếu, tức là cái kết quả bỏ phiếu là 6-3. Bây giờ ông Hương Nhan còn nhớ là người mà viết cái quan điểm đa số đó là ông Neil Gorsuch, và ông có nói khi mà hai bên tranh luận đó, thì ông tranh luận hình như là ông tranh luận với bà Karen, thì ông có nói là đây là một vấn đề nhưng mà hai bên đã nhìn qua hai cái lăng kính hoàn toàn khác nhau. Anh Duyên. Như là Hương Giang mới vừa nói đó, cái bà Smith này, bà làm cái dịch vụ của bà là tôi làm cái website cho những cái cặp mà mình cưới nhau, nhưng mà tôi không muốn làm cho một cái cặp đồng tính. Rồi bà nói là có một cái ông tên là ông Stewart nộp đơn vô. Thì thôi bây giờ như hồi nãy anh Duyên nói đó, cái phán quyết của tối cao pháp viện mà đúng, nghĩa là họ phán quyết xong đồng ý hay là không đồng ý thì cái đó là cái ý kiến cá nhân của mỗi người. Nhưng mà có một cái mà không thể nói là cái ý kiến được, tức là tối cao pháp viện này họ đã vi phạm một cái nguyên tắc rất là căn bản ở trong bản hiến pháp của Hoa Kỳ. Là tại vì hiến pháp nó có một cái mệnh đề, nó gọi là phải có một cái case và controversy, có nghĩa là thực sự phải có một cái vấn đề. Ví dụ bây giờ tôi là cái website mà tôi kiện để mà tôi đưa cái vấn đề lên đó, thì cái vấn đề đó tôi phải là, thứ nhất là cái chuyện đó là chuyện phải có thật xảy ra và tôi là cái người thiệt hại. Thì nếu mà bà Smith này mà bà kiện, bà nói là tôi bị người ta ức hiếp, tôi làm website đám cưới mà tôi không thích mấy người đồng tính. Yes, bà không thích thì ok, không ai cản bà cái chuyện bà ghét người đồng tính, không ai cản bà đó. Nhưng mà bà có bị thiệt hại gì không? Bà nói có, là có một cái ông tên là Stewart, ổng yêu cầu tôi đó là phải 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 làm cái website cho ổng, mà tôi ghét mấy người đồng tính cho nên tôi không làm. Chính vì vậy tôi đưa đơn vô tòa tôi kiện, tôi nói là cho tôi cái quyền tự do từ chối mấy cái chuyện đó. Như vậy mà nó đi từ tòa dưới lên tới tòa trên, lên tới tối cao pháp viện, bây giờ nó mới vỡ lẽ ra là cái ông mà tên Stewart đó đó, bây giờ báo chí họ tìm mà tìm cho tới đúng cái ông đó thì mới nói rằng là như vậy thì bà này nói láo. Ông này ổng nói là tôi có vợ cả 15 năm nay rồi, tôi không phải là người đồng Và tính ông cũng là một cái web designer. đó. Ông nói là tôi có vợ 15 năm rồi,
Thứ hai, tôi cũng design những cái web cho thiên hạ, có nghĩa là tôi không có nhờ bả. Vậy thì cái chuyện mà ông CEO này nhờ cái bà Smith nó hoàn toàn không có. Như vậy mà một cái hệ thống pháp lý nó để cho cái case lên tới tối cao pháp viện, rồi tối cao pháp viện cũng không có thèm xét nữa, mới nói rằng là ô tội nghiệp bà Smith quá, thành ra bà có quyền đó. Một lần nữa, cái ý kiến mà ưa hay là không ưa những cái cặp đồng tính đó là cái ý kiến của mọi người, nhưng mà cái tòa án mà làm cái chuyện tầm bậy đó là xử một cái case mà cái case đó không có một cái controversy. Thực sự cái bà Smith này bà dựng chuyện lên để mà bà đưa cái case vô tòa là bởi vì bà muốn score một cái điểm là trong tương lai nếu mà có gì mà cái gì mà nó dính tới đồng tính đó thì có thể dùng cái này làm tiền lệ. Và chắc chắn là chúng ta biết là một cái hồ sơ mà nó đi lên tới tối cao pháp viện này đó thì cái tiền mà án phí với luật sư phí rồi tốn kém nhiều lắm. Điều đó có nghĩa là Có người đằng hỏi rồi. sau cái bà đằng sau mấy cái bà của cái bà Smith này nè sẽ có những người tỷ phú, cái người tỷ phú cái dạng của cái anh chàng mà nuôi nuôi gia đình Clarence Thomas đó, support cái tiền cho nên lên tới nay rồi và lên tới tối cao pháp viện thì kết quả là 6-3. Nếu mà tôi làm trong cái ngành luật, tôi nói là ít ra hồi mà tôi đi vào trường luật đó tôi nhìn cái tối cao pháp viện, tôi nói ít ra là đây là cái niềm tin của tôi trong cái công lý nè. Tới bây giờ càng ngày cái tối cao pháp viện này nó càng bốc mùi. Nó bốc mùi cách đây 2 năm mà bà Sotomayor bà nói rằng là hình như sẽ có một cái lúc mà cái tối cao pháp viện này nó không chịu nổi cái hôi thối của nó. Và tôi cũng đã lên nhiều diễn đàn khác nhau tôi phân tích cái hôi thối đó. Ngày hôm nay mà nói là chống đồng tính, tôi nói là mấy ông chống cũng được, mấy ông binh cũng được, tôi không care. Cái care mà là mấy ông phá vỡ những cái nguyên tắc căn bản của cái hệ thống pháp lý của Mỹ đó, cái đó là cái mà nó bốc mùi không thể chịu nổi. Quay trở lại với Hương nha. Anh Duyên, bây giờ ông Stewart này ông có thể khởi kiện bà Smith được không? Nếu ông muốn ông có thể khởi kiện được, mà bởi bởi vì tóm tóm lại là bà đã khai gian với tòa, mà cái khai gian của bà đó thì nó ảnh hưởng tới tôi. Nhưng mà nếu mà ông muốn khởi kiện đó thì ông phải chứng minh cái điều đó, như Doanh Duyên nói đó, là phải có cái case, phải có cái controversy, có nghĩa là ông này ông phải chứng minh là ông có bị thiệt hại đằng này. Cho nên ngay bây giờ cái câu hỏi của Hương Giang đó, chắc chắn là những cái người luật sư, mà nhất là những người luật sư mà tranh đấu cho nhân quyền đó, là họ đã đang nghiên cứu. Và nếu mà có những cái nền tảng pháp lý mà vững chắc đó thì họ sẽ vô đơn kiện. Còn nếu mà cái nền tảng pháp lý mà nó có vẻ mong manh quá thì họ không có kiện, là tại vì dù gì đi nữa thì cái phán quyết của tối cao pháp viện mặc dù nó tầm bậy nó đã ra rồi, mà cái tòa tối cao của liên bang là cái tòa cao nhất, có nghĩa là khi bà Eileen Cannon bà làm bậy thì có một cái tòa cao hơn. Còn mấy cái tòa tối cao pháp viện này mà họ làm bậy đó thì không có cái gì cao hơn họ nữa để mà complain. Chứ còn nếu mà giả sử có thêm một cái tầng nữa là chắc chắn là người ta sẽ challenge cái quyết định ngày hôm nay. Nhưng mà cái system nó như thế, chịu thua. Trở lại. Nếu Hương Giang là Stewart, Hương Giang có thể khởi kiện tối cao pháp viện được không? Câu trả lời là no. Hương Giang nói là mình không có thể nói là cái vụ này thì nó không có đi đâu đến đâu, nếu mà đặt trường hợp là khởi kiện không có đi đâu đến đâu như anh Duyên nói, tại vì họ là cao nhất. Nhưng mà cũng như là đằng sau lưng của bà Smith có một thế lực mà Hương Giang tin, nếu mà Hương Giang khởi kiện tối cao pháp viện thì anh Duyên chắc là có đóng góp cho Hương Giang. Nếu như mà Hương Giang có khởi kiện tối cao pháp viện được không? Là tại Không vì được. họ đã vi phạm cái principle. Tức là họ vi phạm cái principle, nhưng mà chúng ta sẽ không có cái standing, mình không có cái tư thế kiện. Thật sự đó, tối cao pháp viện làm bậy mà cái cơ quan gọi là chỉnh sửa cái sự làm bậy của họ đó nó nằm ở bên quốc hội thượng viện. Trong bản hiến pháp đó nó nói là thượng viện là cái cơ quan mà có quyền
gọi là ordain, tức là bổ nhiệm, organize cái tối cao pháp viện, thì thượng viện họ phải làm. Nhưng mà cho tới giờ phút này, vì cái thế chính trị lẫn nhau cho nên thượng viện hình như người ta cũng rất là ngần ngại. Chứ còn ngay bây giờ đây nè, Clarence Thomas là một cái tay ăn hối lộ tham nhũng, John Roberts, nghĩa là nhiều tay ở bên 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 tối cao pháp viện đó, bây giờ họ vi phạm những cái luật về hối lộ, về tham nhũng, mà họ như Minh Dương nói đó, tất cả các thẩm phán người ta đều có cái quy luật về đạo đức chức nghiệp hết, mà tối cao pháp viện không có cái đạo đức chức nghiệp. Biểu thượng viện là ra luật đi, họ ngần ngừ. Ngay cả mà mời ông John Roberts đó, họ cũng không dám đưa ra cái subpoena đó. Họ mời thì ông John Roberts nói là không, mời tôi không ra. Họ cũng không dám đưa một cái subpoena nữa. Thành ra cái cơ quan mà gọi là phân quyền mà được tránh cho cái tối cao pháp viện lạm quyền đó, nó nằm ở quốc hội. Quốc hội có thể làm chuyện đó, mà bây giờ cờ vô tay họ đi nữa, họ không dám phất, là bởi vì lý do chính trị. Anh Duy quay trở lại Anh chứ Duy hồi còn. nãy Duyên nói là Stewart không có tư cách kiện, mà Hương Giang thấy là nó cũng có ít nhiều đó chứ. Đó là thứ nhất là thiệt hại, là ông có thiệt hại rồi. Tại vì ông không có dính dáng gì tới, bây giờ tên tuổi của ông thì đi ra ngoài, nó sẽ ảnh hưởng tới cái reputation của ông, nói ông là gay, nói ông là người đồng tính. Thứ hai nữa là ông không hề có tham gia dính dáng mà tối cao pháp viện đưa ra cái phán quyết như vậy, thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến ông, tức là tối cao pháp viện đã vi phạm khi mà xét xử một cái vụ mà nó không hề liên quan tới ông, nhưng mà đã vi phạm cái principle của mình để đưa ra cái phán quyết như vậy. Thương nhân nghĩ, thương nhân nghĩ theo một cái người hết sức là bình thường, là ông Thì thương nhân nghĩ là ông có câu tư trả cách. lời thì anh cần, đây là cái câu trả lời nè, là nếu mà ông kiện đó, ông không kiện tối cao pháp viện được, mà ông phải kiện cái bà Smith đó, tức là bà Smith đó bà dựng chuyện rồi cái hồ sơ nó đi qua từ tòa thấp tới cái tòa trên tới cái tòa cao nhất, qua ba bốn cái tòa mà không cái làm không có một cái không hiểu vì lý do gì mà cái đó không có khám phá ra. Còn tối cao pháp viện thì họ nói là ô, tôi interpret the law, tôi dựa theo cái tu chính án số 1, thì không thể nào mà có cái lý do chính đáng để mà kiện tối cao pháp viện hết. Chính vì như vậy mà anh Duyên nói đó, là nếu mà những người thực sự bảo vệ dân quyền, bảo vệ quyền của người đồng tính, cảm thấy cái này vô lý đó, thì đầu tiên họ có thể kiện là họ chỉ kiện bà Smith thôi, chứ còn cái phán quyết của tối cao pháp viện đã ban hành ra rồi thì không có cái thủ tục nào mà nói rằng là mấy ông này mấy ông đảo ngược lại hết đó, trừ trường hợp là có một cái vụ khác rồi đưa lên rồi cái tối cao pháp viện đó họ mới đảo ngược chính cái phán quyết của họ trước đây, thì cái chuyện đó lại là một chuyện khác. Nó cũng giống như ngày xưa có Roe v. Wade, rồi bây giờ Samuel Alito với là mấy người này đảo ngược Roe v. Wade, nó có một cái thủ tục riêng của nó. Cho nên quay trở lại thì nói ngắn đó, Stewart mà có đưa đơn mà nói là tôi kiện tối cao pháp viện thì cái điều đó chắc chắn cái đơn đó nó sẽ không có đi tới đâu cả, nội nó vào tới cái tòa thấp nhất là nó đã bị dismiss rồi. Quay trở lại. Nhưng muốn nổi nổi tiếng nhưng mà thực sự cũng giống như bà Smith, bà muốn nêu cái vấn đề này ra, bà muốn nêu vấn đề này ra, và phía sau lưng bà là có một cả một cái thế lực, cả một thế lực chính trị, và cũng như là cả một cái thế lực về tiền bạc. Cho Hương Nhân hỏi nữa, đa số thì đưa ra cái phán quyết là họ dựa vào cái lập luận là bảo vệ cái tu chính án thứ nhất của bà Smith, nhưng mà nó cái phán quyết này nó có vi phạm về cái quyền là equal ở trên marriage hay không? Cái phán quyết này nó chưa có đụng gì tới những cái người đồng tính hết, nó chỉ nói rằng là bà này nè là một người tư nhân, bà có quyền từ chối không làm cho mấy người đồng tính. Thật sự cái case này nó làm cái case nó vô duyên vô cùng, là tại vì thí dụ anh Duyên là cái người làm website mà anh Duyên mà không ưa mấy người đồng tính đó, anh Duyên có cả trăm lý do để anh Duyên từ chối lại thì cứ nói là ok, tôi nhiều case quá rồi tôi không làm,
Tôi không thể nào làm kịp cái ngày mà hai bà hoặc là hai ông mà muốn 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 làm gì đó cái đám cưới, cho nên đi chỗ khác mướn. Cái chuyện từ chối nó dễ lắm, nó không có xứng đáng để mà đi xa như vậy. Vậy mà người ta vẫn có một cái thế lực đằng sau để cho nó đi xa hơn. Thì anh Duyên chỉ nói như vậy thôi. Còn thành ra là không không có một cái lý do gì để mà kiện ngược lại hết trơn á. Và ngay bây giờ nói để những hôm ngày hôm qua Hương Giang có xem cái chương trình của ở trên MSNBC không, cái giờ cuối đó có một cái bà đó bà lên đứng lên bà cái đó nó cái clip bà nói chuyện chỉ có khoảng 1 phút, hơn 1 phút, bà nói rằng là tại sao chúng tôi cũng là người, nếu mà không ưa chúng tôi thì có quyền ghét chúng tôi cũng được nữa, lấy tại cái lý do gì mà đối xử với chúng tôi không phải là như một con người, tại sao ngược đãi bạc đãi chúng tôi, tại sao khinh khi chúng tôi, muốn cái gì cũng được mà, và hình như là muốn đẩy chúng tôi vào cái con đường cùng, tại sao? Anh Duy nghe cái đoạn đó đó Duy mới nói rằng là nó đánh thức cái lương tâm của mình nhiều lắm. Có thể chúng ta không phải là, anh Duy nói rằng là hỏi mình là người người mà nam nữ thì mình có thể mình không thích cái cách sống của cái người đồng tính, nhưng mà có phải vì lý do không thích đó mà thù ghét người ta tới cái mức độ như vậy hay không? Mà bây giờ cái đám chống woke đó, cái đám mà điên đó, nó thù ghét. Chẳng hạn chúng ta có nhiều nhiều thứ mà chúng ta không thích lắm, chẳng hạn như bây giờ anh nói là ô tôi không thích xăm mình, nhưng mà anh Duyên gặp những cái người người trẻ mà họ xăm mình á, anh cũng nói chuyện với họ rất là lịch sự nha. Biểu anh Duyên xăm thì anh Duyên không xăm đâu, nhưng mà Nguyên có sự chết phải đâu sợ đau sợ đó, đau sợ đau thì không xăm đâu, nhưng mà có phải là vì mình không có dám xăm mình, hay là vì mình không muốn xăm mình, hay là vì mình không thích xăm lên trên da của mình đó rồi mình ghét người ta không? Cái đó vô cùng tầm bậy. Rồi có phải là vì mình là cái màu da vàng vậy rồi mình ghét cái màu da đen rồi mình ghét cái người da trắng hay không? Cái đó cũng tầm bậy. Ngày xưa khi mà người Pháp đi qua Việt Nam đó thì Việt Nam chúng ta nói là mấy người đó là bạch quỷ. Cái tư tưởng đó là vô cùng dở, vô cùng tầm bậy. Thì bây giờ sở dĩ mà anh Duyên trên các diễn đàn anh Duyên nói cho nó tới tận rốt ráo câu chuyện đó là chỉ vì chúng ta cùng nhau, chúng ta muốn nâng cái sự hiểu biết lên và đồng thời trải lòng ra để cho thấy cái trời đất nó đẹp lắm, hãy trải lòng ra cho trời đất hiện, chỉ có vậy thôi à. Quay trở lại. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay thì tối cao Pháp viện đưa ra thêm một phán quyết nữa liên quan đến cái chính sách là xóa nợ sinh viên của ông Joe Biden. Và ngay sau khi mà tối cao Pháp viện họ bác bỏ cho rằng là tổng thống đã, tức là chính quyền không có cái thẩm quyền, tổng thống không có cái thẩm quyền đưa ra cái quyết định này, mà đây là cái thẩm quyền nó thuộc về Quốc hội. Và phía ngay quý vị biết là ngay lập tức thì Tổng thống Joe Biden đã có bài phát biểu, và trong cái bài phát biểu ngắn của ông thì ông có cho biết là bây giờ đang có đang chính phủ của ông đang tìm ra một cái con đường mới, một cái new path để mà có thể là giải quyết được vấn đề này. Bây giờ quý vị biết là cái phán quyết của tối cao Pháp viện đó, nó liên vấn đề xóa nợ là vấn đề mà lâu nay chúng ta thấy, thứ nhất á, là đây là cái lời hứa vận động tranh cử của ông Joe Biden. Cái thứ hai nữa là với cái phán quyết của tối cao Pháp viện thì nó lại giáng một đòn nữa về cái thẩm quyền của Quốc hội, nó đi xa ở đến mức độ nào. Cái thứ ba nữa, đây là một cái vụ kiện mà những cái tiểu bang màu đỏ đã đứng đơn, và điều này cho chúng ta thấy là một điều, đó là bây giờ những cái tiểu bang của Cộng hòa họ đang, tức là những cái vụ kiện từ tiểu bang, họ dùng cái hệ thống tư pháp để họ ngăn chặn những cái chính sách của ông Joe Biden. Thì đây là ba cái vấn đề mà Hương Nga thấy, ba cái vấn đề được xem là gọi là nó gây tranh cãi trong cái vụ này. Anh Duyên có quan điểm của anh Duyên về mặt lập luận của bên đa số khi mà họ bác bỏ cái chương trình xóa nợ của ông Joe Biden? Cái chương trình mà xóa nợ cho sinh viên, mà nhất là sinh viên có thu nhập thấp, thì cái chuyện đó
đồng ý hay không đồng ý chắc là một chương trình khác, anh Duyên sẽ nói chuyện thêm với lại Hương Giang, nhưng mà hôm nay cho anh Duyên tập trung vào cái chuyện này nè. Một lần nữa lại một cái nguyên tắc căn bản của luật pháp mà cái tối cao pháp viện này họ chà đạp để họ đưa cái ý ra được. Ai đưa cái vụ kiện này ra? Tiểu bang Missouri. Tiểu bang Missouri họ có cái standing không, họ có cái tư cách kiện hay không? Họ nói rằng là họ nhân danh những cái người đóng thuế. Cái đó là một cái trong bản hiến pháp nói rõ là không thể nào mà nghĩa là không, thứ nhất là không thể nào mà kiện một cái chính sách chính phủ chỉ vì là tôi nhân danh mấy người đóng thuế. Phải muốn vào cái đơn kiện đó thì phải có một cái case hay là controversy hồi nãy anh Dương nói rồi, và phải có cái standing. Vậy thì hỏi là nếu mà chính quyền liên bang mà tha nợ cho sinh viên đó thì ai sẽ là cái người kiện? Nếu mà giả sử cái cơ quan mà kiện đó đúng đó phải là quốc hội kiện. Quốc hội nói rằng là cái chuyện mà xài tiền của nhà nước đó là nó nằm ở trong cái power của chúng tôi, và mà thế mà bây giờ ông đưa ra cái này chúng tôi chống lại, mà nếu mà ông tiếp tục đó, tại vì cái power nằm trong cái giữ cái túi tiền là của quốc hội mà, quốc hội có quyền chống. Tại sao quốc hội im lặng mà lại để cho một tiểu bang như là Missouri lên tiếng? Mà nếu mà cái kiểu như thế này đó mà cứ nói rằng là ô tôi nhân danh những người đóng thuế, bây giờ chúng ta cứ tưởng tượng đi, giả sử như là chính quyền liên bang nói rằng là bây giờ có cái sự hỗn loạn ở bên Iran chẳng hạn, hay là sự hỗn loạn bên Trung Đông, chúng ta như là dùng tiền để mà chúng ta gọi là đầu tư vào cái mặt trận đó, hoặc là chúng ta đầu tư vào bên Ukraine. Rồi bây giờ nói là tôi nhân danh là cái người đóng thuế, tôi cấm ông Biden không được hỗ trợ cho Ukraine chẳng hạn, cái đó là vô cùng tầm bậy. Thành ra cái nguyên tắc căn bản là không thể nào. Bây giờ anh Duy nói là nếu mà một tiểu bang như là tiểu bang Missouri mà họ nói rằng là chúng tôi chống cái chính sách của ông Biden ủng hộ Ukraine, và hỏi lấy tư cách gì chống? Chúng tôi nhân danh những người đóng thuế, cái tiền mà đưa cho dân Ukraine là tiền thuế của dân tôi, và tôi chống. Nói những cái câu như vậy có nghĩa là không có cái standing mà tối cao pháp viện mà nghe theo cái một tiểu bang như là Missouri đó. Vậy thì là từ đây về sau bất kỳ tiểu bang nào cũng có quyền chống, và cái chính quyền liên bang sẽ không có thể nào mà có một cái chính sách nào được hết. Thì bây giờ anh Duyên đưa cái thí dụ rõ ràng đó, cái chuyện mà ủng hộ Ukraine, đổ tiền hàng chục tỷ cho Ukraine mà mấy ông không vui, mấy ông nói là tôi là cái người đóng thuế chúng tôi cấm, vậy thì là nó xong rồi. Nó tầm bậy tới cái mức độ đó mà cái tối cao pháp viện này cũng nói rằng là chúng tôi sẵn sàng, chúng tôi lắng nghe cái case, lẽ ra cái case này phải dismiss ngay từ đầu, là tiểu bang Missouri mấy ông không có cái tư cách kiện, mấy ông không có cái standing là phải loại ra ngay từ đầu. Mà cái lũ Clarence Thomas nè, Neil Gorsuch nè, Brett Kavanaugh nè, John Roberts nè, tôi nói nó vẫn đồng ý như thường. Có nghĩa là nó chà đạp những cái nguyên tắc pháp lý căn bản tới một cái mức độ mà anh Duyên nói nó bốc mùi không chịu nổi luôn. Quay trở lại, Anh có quá Duyên, lời gì anh Duyên, có quá lời tại gì? vì tôi nghe chữ bốc mùi của anh Duyên á, Bốc mùi của tối cao pháp dạ, viện. nó là cái nghe đờ đẫn luôn, nghe đờ đẫn không có nói được gì. Nhưng mà như vậy, thực ra đó, tối cao pháp viện bây giờ nó cũng giống như là tình trạng nước Mỹ bây giờ, là nước Mỹ bây giờ bị chia rẽ, Cộng hòa Dân chủ chia rẽ. Nếu như trước đây cái chuyện mà bất đồng quan điểm là cái chuyện hết sức là bình thường, nhưng mà bây giờ Cộng hòa Dân chủ, bảo thủ cấp tiến, họ không có ngồi lại được với nhau, họ không có làm việc được với nhau. Trước đây thì chúng ta thấy là cái sự bất đồng luôn luôn có, nước Mỹ luôn luôn có sự bất đồng, nhưng mà họ vẫn luôn luôn ngồi xuống để giải quyết cái bất đồng đó. Bây giờ chúng ta không có thấy được như vậy nữa. Tối cao pháp viện cái Hương chuyện Giang biết sao? dạ Hương Giang biết tại sao? tại sao anh vậy? Là tại vì cái lời của cái bà Liz Cheney đó, là tại vì chúng ta đã bầu những cái người idiots. Quay trở lại. Đúng rồi, như vậy. Rồi bây giờ tối cao pháp viện nè,
tối cao pháp viện trước đây, tự nhiên Hương Giang quên mất cả hai vị này. Một bên bà là cấp tiến, bà gì vừa mới qua đời, rồi trước đó là một thẩm phán bảo thủ, Bà Ginsburg. à Ginsburg, rồi thẩm phán bảo thủ mà cái ghế của ổng là Nelson vua đó, Gorsuch vua. Antonin Scalia, hai Scalia. vị này là cái hệ tư tưởng hoàn toàn khác nhau. Hai vị này luôn luôn bất đồng về quan điểm, nhưng mà hai vị này là hai người bạn hết sức là thân. Mà có những lúc là vừa mới đưa ra cái phán quyết ở tối cao pháp viện hoàn toàn khác nhau. Hai ngày sau là hai vị này đã cùng đi ăn tối với nhau rồi. Tức là đó là một cái hình ảnh tối cao pháp viện trước đây, hình ảnh nước Mỹ trước đây, nhưng mà bây giờ chuyện này nó không có nữa. Ngày hôm nay thì ông Robert News, à, ông John Roberts, ông đưa ra một cái tuyên bố, ông chỉ trích phái cấp tiến là từ hồi nào mà phái cấp từ hồi nào mà quý vị bất đồng, tức là bất đồng với đa số mà trở nên thành là đặt những cái câu hỏi về tính liêm chính của tòa, tức là ông đang tìm cách bảo vệ cái liêm chính của tối cao pháp viện, nhưng mà liêm chính của tối cao pháp viện thì bây giờ nó không có còn nữa. Tại vì anh Dương dùng cái chữ bốc mùi, cho nên là Hương Giang mà chữ này bốc mùi là chữ của bà Sotomayor. Dạ Hương Giang nhìn đồng hồ bây giờ không có tiếp tục được nữa, cho nên là Hương Giang có muốn nói thì cũng không có nói được, anh Dương có muốn nói thì cũng phải chờ tới tuần sau mà thôi. Rồi, thế nhưng cần chi phải nói, hẹn nhau tuần sau. Dạ À, thưa quý vị nào đang ở Mỹ, Hương Giang kính chúc quý vị là có được những cái ngày, có ngày lễ Quốc khánh nhẹ nhàng. Quý vị nhớ là quý vị ở nào ở San Jose là San Jose cấm đốt pháo, nhưng mà cứ mỗi năm mà đến July 4 đó thì pháo nó còn hơn cả động đất nữa. Mà mới đây nhà chức trách Hoa Kỳ ngày hôm nhà chức trách San Jose ngày hôm qua là bắt giữ hai nghi can và thu được cả 2 tấn pháo bông lậu đó quý vị. Cho nên là thôi cái tối đó cố gắng ở trong nhà cho nó an. Hương Giang nghĩ nếu mình ở sau dê thì Hương Giang cũng ở trong nhà cho nó an, nhưng mà Hương Giang không có kêu gọi quý vị, chuyện này không có. Hương Giang chỉ kêu gọi là làm sao mà bảo vệ được sự an toàn cho cá nhân và cho gia đình mình mà thôi. Cảm ơn quý vị một lần nữa, cảm ơn anh Duyên, xin chào và xin hẹn gặp lại. Xin chào.